Đây là cái thùng quà của chị Văn Tiền và của gia đình cô Tú Kim, chú Hòa Bình ở Đài Loan gửi về cho nhóm ăn nhỏ miền quê. Giờ được chú Phương ở Bưu điện giao đến tận nhà. Dạ. Rồi đem ký nhận nha. Rồi. Đây là cái thùng quà của cô Trương Tú Kim ở Đài Loan gửi về cho nhóm ăn nhỏ miền quê. Chào cả nhà đang xem trên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Hôm nay thì nhóm ăn nhỏ của mình rất là vui mừng khi được cô Trương Tú Kim và chú Diệp Hòa Bình ở Đài Bắc, Đài Loan gửi về cho nhóm ăn nhỏ miền quê một thùng quà to lớn. Giờ mình bắt đầu mở thùng quà nha. Dán rất là kỹ. Wow. Wow, đây là cái thùng đồ mà mình vừa khui ra. Cái một áo rất là đẹp. Này để coi tên của ai chị hai coi em đi chị hai. Ôi đẹp quá bông. Có mắt kiến em ơi. Vậy bữa anh Hải coi giùm em đi. Có mắt kiến không thấy hả? Cái lông thì thấy một cái chữ nhỏ. Cái con gì hả? Cái cổ. Hai Hải. Nhưng mà chị Hai Hải là thấy nha. Ồ áo của chị Hai Hải. Áo khoác hả chị? Áo khoác đẹp quá. Đây chị khoác vô thử đi. Cái gì hai ba cái đi. Luôn hàng quá chị phải cởi hết hai áo kia ra. Ba ham ba thọt vô luôn à. Ơi. Cái mặt nó vô. Ờ chị Hai Hải đẹp quá ha. Mặt cái đó vô. Vô luôn. Nhưng mà bữa nay mặc áo mặc nha. Hay có mặc áo trái nữa đúng không? Nữa, cà kia nữa. Đẹp. Đây là một cái áo của chị Hai Hải nữa. Trời sao ơi. Chị Hai Hải chiếc này quá trời đồ luôn rồi nha. Ôi, đẹp quá phải. Đẹp cái đầm nha. Ôi đẹp chị Hồng ơi. Trời ơi. Cái này rộng rãi nè, coi. Coi mặt vô xin thêm quý tử nữa được rồi. Trời đẹp quá chị Hồng, nó mềm mềm nó làm sao á. Tao cầm đi thử thôi con. Chiếc này mặc vô anh Hải cho anh ở nhà không anh khỏi đi làm luôn á. Cái mặt nó là nó sau lưng nè. Đây nè, cái này nè. Con nhém chốc đưa tới ngực nữa. Có được tàu rong cái gì ha. Hả? Kỳ mã. Đó vậy nè. Con mặc áo mà thấy có cái mạc là đưa sau lưng hết. Vừa. Trời ơi đẹp trời quá đẹp trời luôn. Áo vừa chín tầng. Luôn mà. Trời đẹp quá. Cái áo chín tầng mây. Áo vừa. Chị quay vài vòng em coi chị hai. Ồ đẹp quá. Rồi đây là cái áo lưới của chị Hồng nha. Thử chị Hồng ơi qua thử giùm em ơi, vừa không chị Hồng? Đẹp à. Đây em mặc vô cho chị luôn. Qua đây chị. Đây chị Hồng mặc rất là đẹp luôn. Ôi đẹp quá. Trời ơi áo chị mua cho em vừa dữ lắm luôn á chị Văn Tiền. Quay vòng qua chị. Đây. Rồi có hai cái túi nữa nè. Rồi đã ghê rồi. Trong thùng còn rất là nhiều quần áo. Giờ thì chị em mình phải lựa ra rồi tí nữa thử cho cả nhà cùng xem nha. Còn đũa, dao thì bây giờ mình bắt đầu mình coi tên của ai để mình đưa cho anh chị đó. Đây cái dao bào của chị Hai Hải. Chị Hai Định là chị Hai. Chị Hai Hải là chị Hải. Cái dao bào, nãy chị cho nhìn cho tưởng đâu cái dao cọc râu. Đây là cái cây kéo cũng của chị Hai Hải luôn, màu hồng đẹp quá chị ơi. Đâu có chữ không, nhìn đâu Hai Hải. Đây nè chị. Được đúng rồi. Cái màu hồng đẹp ha. Còn cái bộ đũa này của ai đây để chú em coi. Màu đỏ này để chú ba được gặp thật nhiều may mắn. Bộ đũa tượng trưng cho gia đình chú Thiếm. Gạo đầy ắp để có ăn mỗi ngày chú. Chúc gia đình chú hạnh phúc.
Ôi, gia đình đỏ nè. Chú ba đẹp quá ha. Được cái đũa để chiều nay thím ba lên nhận quà từ phương xa, chắc thím ba mừng lắm á. Còn đây là cái nịch bụng với cái tay của anh Nhân chồng mình, để chiều nay anh Nhân ảnh đi làm về thì mình sẽ đưa cho anh Nhân thử. Đây là cái bộ dao bào với kéo mà chị Văn Tiền gửi cho mình, đây có ghi chữ Tường An rồi. Dạ. Wow, một cái áo thật là chớp nhén. Để xem cái này của ai nha. An luôn. Thì là của em. Đẹp quá, để tí nữa em thử. Này, cái áo này của cưng nè. Đây là một cái áo nữa. Áo ren đẹp không? Dạ. Áo này của em nè, đẹp chưa? Để hồi nữa em thử. Cô Tú Kim và chú Hòa Bình là ba má của chị Văn Tiền, nên là trong đây cũng có đồ chị Văn Tiền gửi cho nhóm của mình nữa. Đây là cái bộ đũa nè, chị tặng cho mấy chị em nhóm mình nè. Chị Hồng nè, của chị Hai Hải nè, của mình nè. Bộ đũa bằng inox phải không anh Hải? Cái này inox nè. Đẹp quá anh Hải. Cái này giống bên Hàn Quốc cũng xài đũa gì nè. Dạ, đẹp ghê luôn á. Ông ngoại của Bình nè. Đây là cái phần quà mà chị gửi cho Duy Thịnh, cháu của mình. Một nguyên một cái xuồng con vịt luôn. Đẹp quá. Đây nè. Anh Hải cầm được cái vịt gì bự vậy? Cái này kem phấn, dây dây về mỹ phẩm hả anh Hải? Có mỹ phẩm nữa nè. Của em hả? Đúng rồi. Ôi đã quá à. Luôn nè, có dưỡng da đồ luôn á. Wow, đã quá à. Chị có gửi cho Duy Thịnh. Đẹp quá. Mấy con gấu luôn á. Đây chị gửi cho Duy Thịnh quá trời gấu luôn, với cháu chú ba một con gấu. Wow, đây chị gửi nguyên một bộ muỗng đũa luôn, có cả cái bình đựng nước luôn nữa nè. Thích thiệt. Trời chị ơi, nãy giờ mới thấy dầu thơm nè. Đã quá à. Của em Hồng nè chị Hồng. Ơi, của Tuyền An nè. Ôi của em đã quá à. Chị Hai nè. Của anh Hải màu đen. Cái màu này chắc hay là. Ôi chị ơi đã quá à. Cảm ơn chị nhiều nha, năm nay được thơm. Được thơm rồi. Cảm ơn chị yêu nhiều ạ. Đầu đẹp vì dầu thơm mày cả quá. Cảm ơn gia đình của cô Tú Kim với chị Văn Tiền. Đây là thuốc từ thiện của anh Trung Thuận, kênh Thuận Vlog, và quà của chị Trúc Linh Hương Vị quê nhà Vlog. Thì mình để đây để cho chị Linh xuống lấy, hoặc là mình đem lên nhà chị Linh. Anh để riêng giùm em đi anh Hải. Dạ. Wow, cái gì mà nặng dữ vậy? Anh đọc giùm em đi. Chú Diệp Hòa Bình. Màu hồng gì tặng gì 10 cái gì quà chia sẻ của cô. Đây là quà chia sẻ của cô Tú Kim kính tặng. Cô Tú Kim là má của chị Văn Tiền. Áo size 15 với 15 năm. Anh để ra giùm em đi, để em đi tặng cho mấy chú làm đường cực khổ. Ủa đẹp quá trời. Đây là 30 cái áo sơ mi của cô Tú Kim tặng quà Tết. Chúc nhóm ăn nhỏ ngày càng phát triển. Trời ơi đảo à, con cảm ơn cô Tú Kim nhiều lắm nha. Đây là cái áo sơ mi của chú Hòa Bình nữa nè. Để chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn. Tết này có áo mới để mặc cho vui. Tài. Dạ đúng rồi, đây là ông Tài của gia đình cô Tú Kim gửi cho em á. Phía bên đẹp kia một hình nữa chị. Đẹp ha. Năm nay mình được nhận tài lộc của cô chú gửi về cho mình. Năm nay cho mình vui, chắc mình làm ăn chắc nhóm mình giàu luôn á. Hên dữ lắm luôn á. Hên dữ lắm rồi. Hên dữ lắm rồi, được còn được ăn. Hên dữ lắm luôn.
rồi luôn. Anh nhìn cho nó chớp chớp nè anh. Rồi giờ bắt đầu mình đeo vô nha. Để cậu đeo cho mặt. Trời ơi nè. Ôi vừa nè. Vừa. Chỉ đeo vừa ngón này thôi. Ôi đẹp quá à. Chị đeo vừa với hai. Cái món hai chặt cũng ngón ốc thì nó. Chỉ có mình là vừa nhất thôi. Vậy đâu em mượn. Nếu mà em đeo vừa thì em sẽ lấy luôn. Đeo dưỡng út. Ôi nè, nè, đưa cho. Cái tay ba ăn đeo dưỡng này. Cái tay của chị hai đem có vừa mình đeo vừa dẫn của chị hai luôn. Mình là đẹp nhất trong nhóm luôn. Thứ bảy là vừa nhất. Thì chị ông đang dán đeo vô mắt. Vậy chứ nó không vừa cái này rồi sao? Em có ngón út thì nó hơi. Sao chị có tí tiêu em? Có tí tiêu em không chịu? Ờ của thứ bảy là vừa luôn hết rồi. Hợp nó chớp chớp rồi. Trời ơi. Ờ của con với mẹ giống nhau. Mẹ đẹp hơn con. Ủa sao của nhân được nhẫn cặp ta? Phải không? Không phải cha mà. Ờ của anh Nhân cái nhẫn này sao đẹp quá hả? Nhẫn cặp. Không phải, nhẫn mà hai lớp á. Cái đâu nha? Hai lớp. Tạm gán nè. Wow, đeo mắt kiến lên là bảnh trai liền. Trời ơi, mắt kiến cha đeo vừa đẹp quá luôn. Sang quá. Cảm ơn băng tiền nhiều lắm nha. Cảm ơn gia đình của cô Tú Kim nữa cha. Cảm ơn gia đình của cô Tú Kim. Không phải đây lên như mặt có một sân đốt. Đeo vô mát mắng ghê luôn thấy. Đây chị hai giờ chỉ đeo hết lên này nè. Tha xong luôn. Tha xong luôn đúng mới ghê chứ. Hết nay chắc đi ra đường chắc khẩm. Hết nay là đi bao đâu cũng phải tha xong. Chuỗi kiếm cái nào tha nè. Này này mặt mát nha luôn này. Mở này mặt mát nè. Dạ không. Dạ của chị không nè. Ở cái này nữa. Trời đất. Trời đất coi có cái môi kìa. Trời ơi. Giờ bắt đầu mình cũng bắt trang sức lên nha. Trời ơi giờ không còn ai quan tâm tới mình nữa. Ai cũng lo trang điểm gì đâu không à. Ở vàng vòng đẹp. Ai cũng có đồ đẹp hết trơn rồi mà. Chị đeo kiểu này thôi xong này. Trời chị hai mình tiệc sắc gia nhân quá trời rồi. Quá tết rồi. Quá. Trời chị phái ra cái này nè. Cây. Trời đẹp. Cái giọng nó hơi cong, hơi rộng. Trời ơi. Cái này là chị ham lâu dữ lắm, chị thấy bán chị ham dữ lắm ham này nè. Đẹp quá trời luôn. Chiếc vòng ngọc của mình đây. Trời ơi đẹp. Trời, cái này là chị. Cái này là chị Băng Tiền với nói 10 năm nó vẫn còn chiếu nhấp nháy vậy luôn á. Trời đã ghê luôn đi đâu có đeo đẹp dữ lắm. Đeo lặng chiếc kìa chị ơi chứ không phải hai chiếc. Có hai chiếc đeo. Đẹp quá trời ơi đẹp cho bằng hết nói luôn. Mẹ em cũng có nữa. Cái phải buộc bằng xà bông đó. Ủa cái này mình buộc tóc thì mình đeo luôn. Ai anh Thái đã đến mình trao món quà yêu thương từ Đài Loan cho anh Thái nè. Anh Thái đọc chữ đi anh Thái. Được không? Thái tư đi đọc lạ. Ủa có đọc lạ không? Đọc lạ chứ em. Ghê gì nữa? Hai con dao. Thím Hai ơi, qua đây chị ban tiền với gia đình cô Tú Kim gửi đồ cho Thím Hai nè. Em cái đó nữa đúng không em? Dạ đúng rồi, với quần đồ lót cho cô Năm. Lấy hình nền hai cậu cháu cái tay đúng không? Ngồi ngồi không? Ngồi ngồi. Đây là đồ của mẹ con, còn đây là cái đồ buộc tóc của mẹ. Dạ. Nè con cầm đi. Còn trong này là đồ lót của mẹ. Dạ dạ. Rồi. Em cảm ơn chị Băng Tiền nhiều nha. Em chúc chị năm mới sức khỏe, sức khỏe dồi dào và chúc gia đình chị luôn luôn mạnh khỏe. Món quà đó là của gia đình của cô Tú Kim với chị Băng Tiền gửi cho Thím Ba. Cảm ơn cô Kim với chú mình và chị Băng Tiền đã gửi cho gia đình món quà này. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Này chắc cho bơm ấy mà. Này bé bơm nè. Bé bơm chứ, đưa cho đây bé bơm cho. Cái gì nữa, dao hả? Còn dao này ngon ha. Còn dao này bén lắm nè. À, Thím Ba như còn một cái hộp thuốc xức cái tay nữa mẹ. Đó. À đây, đây là cái thuốc chị gửi cho Thím xức cái tay á. Thím Ba đeo luôn nha. Cái vòng đó đẹp lắm á Thím Ba. Nè, cái màu này nè anh Ba. Bằng cái pha lê, bằng đá pha lê á. Của của em chị Băng Tiền là chị Băng Như gửi tặng. Trời ơi đẹp nè. Dạ. Hai màu mà nổi đẹp. Quá trời. Đó. Chị Hồng sao tha son lên đẹp gái quá ta. Trời ơi nhận được đồ này con mừng quá trời luôn.
Con xin cảm ơn gia đình của cô Tú Kim và chú Bình và chị Văn Tiền nữa, gửi cho em quá trời đồ luôn, em không biết nói gì hơn hết trơn á. Em xin cảm ơn nhiều ạ. Dạ con chào cô Tú Kim, con chào chú Hòa Bình, em chào chị Văn Tiền. Tết tới rồi mà em nhận được quà của gia đình chị Văn Tiền, của cô, của chú gửi cho em mừng, em vui quá trời luôn, gửi quá trời đồ luôn. Em biết khoe nào luôn, nhiều quá trời nhiều. Hồi đó giờ mơ ước có mấy đồ này dữ lắm, son, dao luôn. Giờ mừng quá trời giờ. Đồ quá thì để mình mặc từ từ mình lên clip hả chị hai? Chứ giờ liền một lúc quá thì mình mặc không hết. Con xin cảm ơn cô, chú, chị Văn Tiền đã có tấm lòng quan tâm đến nhóm của con và tặng quà cho nhóm của con. Con xin chúc cô, chú và chị Văn Tiền được nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống ạ. Dạ con xin cảm ơn ạ. Tiền thấy có vàng vòng sang hẳn luôn hả chị? Sang thấy đẹp nên liền tự tin hẳn ra luôn. Kiểu này anh Hải em giữ cũng mệt rồi nghe. Quá. Dạ em xin chào chị cô Tú Kim và chú Bình và chị Băng Tiền. Hôm nay em nhận được những món quà vô cùng ý nghĩa của chị gửi từ Đài Loan về, em rất là vui. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn đến cô Tú Kim và chú Bình cũng như chị Băng Tiền và chúc gia đình chị luôn luôn nhiều sức khỏe, làm ăn được nhiều thuận lợi và hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin cảm ơn ạ. Chào cô Tú Kim ạ, chào chú Hòa Bình ạ, chào Văn Tiền ạ. Gần tới Tết rồi mà gia đình nhận được nhiều quà quá trời luôn từ Đài Loan gửi về, gia đình mừng dữ lắm, không biết nói gì hơn. Cái áo mặc trong mình vừa luôn. Thì đây nè, cái áo này cũng vừa luôn. Cái áo này đẹp nè Hải ha. Vừa lựa sao mà vừa y như của mợ luôn ha. Đây có cột tóc nè, đeo tay, chiếc nhẫn nữa nè. Còn cái này là xì đồ. Dưỡng da quá. Này là dưỡng da chu đáo ha Hải. Gửi về cho mợ với một đống đầu lót này nữa nè. Giờ con cũng không biết nói gì hơn. Chúc gia đình cô Tú Kim, chú Bình với lại Băng Tiền được nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Dạ con chào cô Tú Kim, chú Hòa Bình cùng với gia đình của chị Băng Tiền và gia đình của chị Băng Như. Hôm nay thì nhóm An Nhỏ miền quê rất là vui mừng khi nhận được những món quà đầy ý nghĩa từ Đài Loan của gia đình cô chú cùng anh chị gửi về. Thì cô chú gửi về cho những hoàn cảnh khó khăn cùng với những anh làm đường áo sơ mi. Rồi gia đình con thì gửi cho em gái, cháu, rồi chồng con và quần áo, nước hoa, nữ trang và son phấn. Để Tết năm nay thì gia đình con có đồ đẹp. Con cũng không biết nói gì hơn. Thì con xin kính chúc cho gia đình của cô chú được nhiều sức khỏe. Em cũng xin chúc cho gia đình của chị Văn Tiền, chị Văn Như được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Chào chị. Chồng em vừa đi làm về, giờ ảnh thử đồ. Cái áo chị Văn Tiền mua cho rất là đẹp, vừa luôn. Này. Cái đó chắc nịch ở đằng sau lưng á anh, không biết đường làm nữa. Nịch vậy không biết đúng không nữa, chị Văn Tiền có coi á thì chỉ em nha. Đi. Đó. Cái này mình bị mỏi khớp đồ á, mình đeo vô cho nó đỡ, nó kìm lại bớt.
Ôi của anh vừa luôn á anh. Chỉ lựa hay ghê luôn á. Em cảm ơn chị Văn Tiền nhiều lắm. Em bị đau lưng mà chị cho em cái này, em nịch vô thấy nịch vô nó khỏe. Em cảm ơn chị nhiều lắm, chúc cho gia đình chị nhiều sức khỏe. Cô Tú Kim và chú Bình thì đã gửi với gia đình của chị Văn Tiền gửi cho mình một con dao với một chiếc vòng, mình mừng quá trời luôn. Tết là được quà và mình mừng quá, Tết nên có dao mình cắt cái cây rồi. Một cái bộ kẹo này đây luôn, mình kẹp lên đầu luôn, mình mừng quá trời luôn. Tết mình có quà thôi, mình cũng biết nói gì hơn thôi. Mình cũng chúc gia đình của cô chú được nhiều hạnh phúc, được nhiều may mắn trong công việc, mọi công việc hết. Chúc gia đình nhiều sức khỏe hết. Dạ em cũng cảm ơn gia đình của chị Văn Tiền. Con cũng cảm ơn gia đình của cô Tú Kim, chú Bình rất là nhiều. Con cũng xin cảm ơn quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, yêu thương, ủng hộ cho nhóm An Nhỏ Miền Quê. Được nhận những món quà phương xa rất là ý nghĩa. Nhóm con vô cùng biết ơn. Con không biết nói gì hơn thì con xin kính chúc cho quý mạnh thường quân có một mùa xuân an lành hạnh phúc. Dạ bây giờ clip của nhóm An Nhỏ Miền Quê đến đây cũng đã hết rồi. Gia đình của An Nhỏ Miền Quê xin chào và hẹn gặp lại.